với đời cũng không khác rõ đời đều không tịch chẳng hoại nơi thế pháp ví như thấy trong mộng dài ngắn thảy cát sắc tên là như mộng nhẫn do đó rõ các pháp, sớm thành vô ngại trí, rộng độ các quần sinh, tu hành hạnh như vậy, sinh ra hiểu rộng lớn, khéo biết các pháp tánh, với pháp tâm không chấp, tất cả các thế gian, đủ thứ các âm thanh, chẳng trong cũng chẳng ngoài, biết rõ đều như vang, như nghe đủ thứ vang, tâm chẳng sinh phân biệt, Bồ Tát nghe âm thanh, tâm cũng lại như thế, chiêm ngưỡng các như lai và nghe nói pháp âm diễn khế kinh vô lượng chỉ nghe không chấp trước như vang không chỗ đến sự nghe tiếng cũng thế mà phân biệt được pháp với pháp không trái lầm khéo rõ các âm thanh nơi tiếng chẳng phân biệt biết tiếng đều không tịch khắp vang tiếng thanh tịnh rõ pháp chẳng tại lời khéo vào chỗ không lời mà thị hiện lời nói như vang khắp thế gian biết rõ đường lời lẽ đầy đủ phần âm thanh biết tánh tiếng không tịch dùng lời đời để nói như hết thảy tiếng đời hiện đồng pháp phân biệt tiếng đó đều khắp cùng khai ngộ các quần sinh bồ tát được nhẫn này tịnh âm hóa thế gian khéo léo nói ba đời nơi đời không chấp trước vì muốn lợi thế gian chuyên tâm cầu bồ đề mà thường vào pháp tánh nơi đó không phân biệt quán khắp các thế gian tịch diệt không thể tánh mà luôn làm lợi ích tu hành tâm chẳng động chẳng trụ nơi thế gian chẳng lìa nơi thế gian thế gian không chỗ nương chỗ nương không thể được biết rõ tánh thế gian nơi tánh không nhiễm trước tuy chẳng nương thế gian độ đời khiến siêu độ hết thầy pháp thế gian đều biết hết tự tánh rõ pháp không có hai không hai cũng không chấp tâm chẳng lìa thế gian cũng chẳng trụ thế gian chẳng ở ngoài thế gian tu hành nhất thiết trí ví như bóng trong nước chẳng trong cũng chẳng ngoài